Chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh gạo tteokbokki nổi tiếng của Hàn Quốc nhé. Không nhất thiết phải mua bánh gạo Hàn hay nhồi bột nữa, bạn chỉ cần có một bịch bánh tráng và công thức đơn giản để làm một bánh gạo Hàn Quốc siêu ngon. Bánh vừa dai dai, dẻo dẻo ăn rất thích và quan trọng hơn là thời gian làm cực kỳ nhanh, chỉ khoảng 20 phút thôi là đã có ăn, không phải pha bột, hấp bột, đập nhồi các kiểu nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để thực hiện món bánh gạo Hàn Quốc này nha. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị ở đây đó là một bịch bánh tráng Saffoco. Bịch bánh tráng này các bạn có thể thấy khá phổ biến ở Việt Nam. Đặc điểm của loại bánh này là khá dày và rất là thích hợp với món này. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể tìm các loại bánh tráng khác và phù hợp với điều kiện. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cắt loại bánh tráng này ra để bắt đầu thực hiện nhé. Ở đây với cái bánh tráng này thì các bạn sẽ cần cho mình khoảng 2 miếng. Tuy nhiên thì cũng tùy thuộc vào kích thước cũng như độ dày của bánh tráng mà các bạn có thể gia giảm cái lượng này nha. Mình thấy là với khoảng 2 tấm này thì các bạn làm ra bánh tráng, bánh gạo là khá, độ dày của nó là khá phù hợp. Bây giờ đến công đoạn là nhúng bánh tráng vào nước thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một tô nước lạnh nhé. Các bạn sẽ nhúng bánh tráng ngập vào nước. Bánh tráng này cũng thấm nước là khá là nhanh, vì vậy các bạn việc nhúng này cũng rất là đơn giản. Bạn chỉ cần nhúng cho bánh tráng ngập vào nước là được. Sau đó thì các bạn sẽ cầm bánh tráng lên cho róc bớt nước. Và các bạn sẽ giải ra để khoảng 3 giây để cho bánh tráng có thể hút hết nước và chúng ta có thể cuộn tròn lại. Rất là đơn giản phải không ạ? Đây, vậy là chúng ta đã có một miếng bánh tráng siêu dai, rất là dẻo và thời gian làm rất là nhanh phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ thử làm lại một cuộn nữa nhé. Hai chiếc bánh tráng các bạn sẽ nhúng vào nước lạnh. Sau đó các bạn sẽ nhấc lên và giải đều ra để cho bánh tráng thấm hết nước. Các bạn lưu ý là khi các bạn giải ra phẳng ra thì các bạn phải để đảm bảo cho bánh tráng thấm hết nước, thì khi các bạn cuộn lại nó mới tròn và đẹp, không bị trơn đúng không ạ? Các bạn sẽ giải đều bánh tráng ra để bánh tráng khi cuốn vào nó được mịn. Và khi đã thấm hết nước thì các bạn chỉ cần cuộn tròn lại, rất là đơn giản. Tên tên, giờ chúng ta đã có một bánh tráng rất là dai rồi đúng không ạ? Bánh gạo rất là dai và ngon. Và bây giờ bước tiếp theo là chúng ta hãy làm tương tự như vậy để có những cuộn bánh gạo dài như thế này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng kéo để cắt ra thành những miếng vừa ăn theo sở thích của các bạn nhé. Với một cuộn bánh tráng dày như thế này thì các bạn có thể dùng kéo và chúng ta sẽ cắt thành những cái miếng bánh tráng vừa ăn sao cho phù hợp với cái món ăn mà các bạn chế biến. Như vậy là thời gian để làm bánh gạo Hàn Quốc tteokbokki rất là đơn giản phải không ạ? Và bây giờ thì bạn nào cũng có thể làm được, từ trẻ nhỏ đến người lớn và từ những người bận rộn thì đây là một cách làm khá là hay. Miếng bánh tráng rất là trong, mịn, dai, dẻo và thời gian làm rất là nhanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang làm món bánh gạo cay nhá, bánh tteokbokki cay của Hàn Quốc. Để làm món bánh gạo cay Hàn Quốc thì các bạn cùng có những cái nguyên liệu rất là đơn giản. Tuy nhiên thì để phù hợp với điều kiện thì các bạn có thể điều chỉnh cái gia vị sao cho phù hợp. Đây là món bánh gạo cay, các bạn có thể nhìn thấy thành phẩm ở đây. Bánh gạo rất là trong, dai và ăn rất là ngon. Và bây giờ để chúng ta thực hiện nhé. Nguyên liệu để làm món bánh gạo cay thì các bạn cần cho mình ở đây là chả cá, tiếp đến là xúc xích, trứng. Các bạn có thể sử dụng trứng cút và trứng gà, hành lá, hành tây,
và một chút tỏi băm. Ngoài ra thì các bạn cần có các nước sốt thì các bạn cần chuẩn bị sau nha. Đầu tiên đó là hành tây thì các bạn sẽ thái múi cao. Và bánh tráng gần đây thì trở thành cái thứ nguyên liệu rất là thần thánh để làm được rất là nhiều món như bánh cuốn, há cảo, bánh gạo tteokbokki. Và bánh tráng thì trước đến nay thì thường được dùng để cuốn nem, cuốn gỏi. Nhưng nhờ sự sáng tạo của các chị em yêu mến mà chiếc bánh tráng quen thuộc giờ đây đã trở thành thứ nguyên liệu để làm các món như bánh cuốn, bánh gạo, thậm chí là cả háo cào nữa. Và những món này thì làm rất là kỳ công và mất thời gian, nhưng nhờ có bánh tráng thì các công đoạn được rút ngắn đi rất nhiều. Và với hành lá thì các bạn sẽ thái xéo như thế này nhé. Ở đây thì các bạn có thể dùng hành lá hoặc dùng ba rô. Đơn giản nhất ở Việt Nam thì các bạn có thể sử dụng hành lá nhé. Và bây giờ những cái nguyên liệu cơ bản để làm cho món bánh gạo cay này đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ pha nước sốt nhé. Với phần nước sốt thì các bạn cần chuẩn bị cho mình khoảng 2 thìa ớt bột Hàn Quốc. Một thìa tương cà. Khoảng nửa thìa đến một thìa tương ớt. Và ngoài ra thì tùy vào độ cay mà các bạn thì các bạn có thể điều chỉnh lượng tương cà và tương ớt nha. Và ngoài ra nếu như các bạn muốn cay hơn một chút và màu đẹp hơn một chút thì các bạn có thể cho thêm sa tế. Và ở đây là nước tương hay là xì dầu nhé. Các bạn cho khoảng nửa thìa. Và mình cho thêm một chút sa tế để tăng độ cay và có màu đẹp cho món sốt này. Bởi sốt này các bạn tự làm hoặc là các bạn cũng có thể mua cái loại nước sốt để dành cho tteokbokki loại bán sẵn. Và khoảng nửa thìa đường nhé. Lượng đường này các bạn có thể điều chỉnh bởi vì thật ra trong tương cà nó cũng đã có vị hơi ngọt rồi. Tiếp theo các bạn cho mình khoảng một bát con nước lọc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị để làm món bánh gạo cay. Đầu tiên là các bạn sẽ cho dầu ăn vào và đợi cho dầu ăn nóng thì chúng ta sẽ cho tỏi bằm vào phi thơm để tăng hương vị cho món này nhé. Với bánh gạo, ngoài các bạn sử dụng làm bánh gạo cay thì các bạn cũng có thể làm rất là nhiều các cái món khác mà các bạn thích. Hoặc là tùy những cái gia vị mà trong bếp nhà bạn có thì các bạn có thể điều chỉnh sao cho phù hợp. Ở đây thì sau khi phi tỏi thật thơm thì các bạn sẽ cho tiếp các nguyên liệu còn lại như chả cá, hành tây. Còn xúc xích và trứng thì chúng ta có thể lát nữa chúng ta cho vào sau nhé. Tiếp đến các bạn cho bánh gạo. Bánh gạo các bạn có thể cho luôn lúc này để chúng ta đảo cùng dầu để cho bánh tráng được, bánh gạo được ngấm. Hoặc là các bạn cũng đợi sau khi cho nước sốt vào thì các bạn cho để cho bánh gạo không bị dính vào nhau. Và sau khi đã đảo ngấm dầu thì các bạn sẽ cho phần nước sốt đã chuẩn bị vào nhé. Màu lên đã khá là đẹp rồi.
Nếu như các bạn có cái loại nước sốt mua sẵn hoặc là mức sốt của Hàn Quốc thì các bạn làm sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên thì đối với những cái gia vị có sẵn trong bếp thì các bạn cũng có thể tạo lên một món nước sốt rất là ngon. Và bây giờ thì các bạn chỉ khoảng nấu khoảng 2 đến 3 phút để cho cái nước sốt này sệt lại. Rất là thơm và hấp dẫn rồi phải không các bạn? Đó, nhìn rất là ngon, rất là thơm các bạn ạ. Và khi ăn có vị cay cay, hơi ngọt của tương cà. Rất là ngon, rất là thơm. Đó, các bạn nấu khi nào nước sốt sệt sệt lại khoảng 3-4 phút thôi nha. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm những cái phần gia vị còn lại như xúc xích, trứng gà vào. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy là phần nước sốt đã bắt đầu sệt lại rồi. Thì chúng ta sẽ cho phần trứng cút và xúc xích lại nha. Và các bạn đun thêm một chút để cho sôi lại và cho xúc xích và trứng gà được ngấm. Đây, bánh gạo các bạn nhìn thấy rất là ngon. Các bạn đun thêm khoảng 1 phút nữa nha. Và để nêm nếm gia vị thì các bạn có thể cho thêm một chút hạt nêm. Ngoài ra thì các bạn có thể cho thêm bột ngọt hoặc là nước mắm, nước tương tùy theo khẩu vị và sở thích của các bạn nha. Mình cho thêm một chút bột nêm để cho món ăn thêm đậm đà. Và đây là món bánh gạo cay đã xong. Và bây giờ chúng ta chỉ cần rắc thêm một chút vừng vào đây để làm cho món ăn thêm đẹp mắt và thêm hấp dẫn thôi. Và các bạn nhìn thấy món bánh gạo cay này rất là hấp dẫn rồi phải không ạ? Và bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nhé. Như vậy là thay vì các bạn phải nhào bột cầu kỳ thì bây giờ chúng ta đã có món bánh gạo từ bánh tráng vô cùng đơn giản. Và các bạn có thể thỏa sức với cái món bánh gạo chúng ta có. Thì các bạn có thể làm món bánh gạo canh như thế này. Rất là ngon các bạn ạ. Dai dai, dẻo dẻo. Rất là ngấm vị, có vị cay cay của ớt, vị ngọt của tương cà. Rất là hấp dẫn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.